Whoa, good morning, good afternoon, good evening, wherever you are. Hello to you all, and yes, special good day from Australia, ladies and gentlemen. Thank you very much for tuning into our YouTube channel, Tan OC. Yes, if you actually subscribe to our YouTube channel, thank you very much for doing so. And yes, for anyone having subscribed to our YouTube channel, ladies and gentlemen, please do so. Why? Because every single time we will upload any new video, anything into the channel, that will notify you and you have a chance, a better chance to listen or watching our new video, ladies and gentlemen. So thank you very much. On the right hand side there, you can actually click on the logo there and subscribe to our channel. Easy, it's all free for you, ladies and gentlemen. You can get all your people, team, all your team everywhere can be subscribed into our channel. All right. And yes, if you want to follow us even more in Facebook, you can see here on the left hand side with the QR code, can scan there and go direct into our One Life Australia. Welcome you all, and yes, many, many good information in those pages for you as well, ladies and gentlemen. All right, let the whole show started, ladies and gentlemen. Yes, welcome to one short video a day for all of you out there. Today, what I'm talking about here, ladies and gentlemen, I think every one of us knowing this, right? Yes, I know. This is one of the most important subject here, ladies and gentlemen. I guess every one of us has been dealing with this, and every one of us been through this before. And yes, every one of us has been using this word, right? Yes, I know. Wow. Ladies and gentlemen, when the moment we're using this word, yes, I know what it is telling, ladies and gentlemen. That moment we say, yes, we know. We know that our partner, the person who been communicate with us, they will stop sharing what is going to share, right? They thought that you already know something. So they stop sharing something. That means we're losing the opportunity to hear the further information. There might be something new that we don't know, but just because we say, yes, we know, that means they will stop and we're actually losing the opportunity to learn something new, ladies and gentlemen. Yes. Also, from that moment we say the words, yes, I know, it means your brain, our brain will shut down the ability or prepare to listen or they prepare to learn a new thing. So it's very, 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 that moment we're losing the opportunity to learn and upgrade ourselves, right? Yes, and this is definitely the recipe of destroying. This yes, I know, if we are using it too quick, it will become a recipe of destroying. Destroying of what? So many things, ladies and gentlemen. This can destroy or stop your improvement. It can destroy and stop our improvement, our ability to improvement of ourselves, right? It will stop for us to research something new, because when we say, yes, we know, that means we lock. We lock the gate, that's it. No more study, no more research. That means we're losing the opportunity to learn something new, right? Yes, it was, you will not read more book, right? Because you thought you know everything, we know everything, we don't need to read, we don't need to study more and so on. That build up our ego so high. Sometimes it build up our ego so high because we are too confident. We thought we know everything. We are the king of everything, right? So we don't need to learn anything. And yes, this is making our life stop growing, ladies and gentlemen. It's very bad if we don't use it in the correct way. So the message for us today, think before we say these words. Instead of saying, yes,
I know, let prepare and learn more patiently so we can learn something new. And that's, yes, that's opportunity for us to learn something we might never know before, ladies and gentlemen. And yes, in every successful life, we need to learn. Learn, live and learn, right? Live and learn for the rest of our life. You will all, the actual facts is when we was a baby, we always know just a baby knowledge, right? When we grow up like 20, 30, we have more knowledge from school and life for the rest of 30 years to learn from that. So it's more experience. And yes, when it's 70, we still have a lot more things to learn. That's why they call live and learn. And yes, ladies and gentlemen, every one of us tuning and joining One Life for the rest of 5-6 years ago, what have we been learning? Have we learned everything about One Life? Have we learned anything about this One Academy packages yet? Have we learned anything regarding to the One Life, One Academy packages yet? That's the question. Maybe someone say, yes, I know everything about finance. I don't need to learn, right? Right? Maybe, yes, maybe. But hey, you already bought the packages, ladies and gentlemen. You already bought the One Academy packages. It doesn't matter level 1, 2, 3, 4, 5, or level 7 of your One Academy, but you haven't learned it yet. It's the waste of your money. Right, you buy your products and you put on the side, you don't learn it. That means you don't have the knowledge. This is the difference between someone can be losing trust or losing track very easily and they give up easily because the knowledge of is not there. They have the product, but they don't study their product. They don't know their product, right? You selling something that you don't know, and you thought you know everything, but in actual fact, you haven't studied. You don't know your product yet. That's why it's easy for people to sidetrack right now, ladies and gentlemen. So I urge everyone to be open-minded. Let's be open-minded and come into the One Academy learning something, ladies and gentlemen. Every Wednesday, 8 p.m. Adelaide time, we have this sort of very special training or information session in regard to One Academy. So I urge all of you, if you really want to change in your life and not fall into that yes I know habit and want to open-minded to learn something new, yes, come to One Academy and learn together with us, right? There are many out there, many out there, yes I know, but end of the day, yes, they left the opportunity too early. So let come and learn together and to find out, is it too early or is it at the right time or when the best time to grab something, ladies and gentlemen. So thank you very much. This is my short message for today. I hope you are share it around. I hope you love it. If you like it, please share it out to your team. Who know, you're helping someone out there to have the opportunity to know something, learn something new today. So thank you very much for your action sharing this video. I'd like to take this opportunity. I also say a few words in Vietnamese, ladies and gentlemen. Chào tất cả các cô chú anh chị em nha. Thành đây rất hân hạnh được trở lại làm một cái video ngắn như như hàng tuần và hàng ngày. Mỗi ngày Thành sẽ làm một cái video ngắn gửi đến cho quý vị. Và như thường lệ thì Thành lúc nào cũng nói tiếng Anh, sau đó Thành sẽ nói lại bằng tiếng Việt cho quý vị nha. Chúc mừng nếu quý vị đã đăng ký vào kênh YouTube Thành OC rồi, thì hiện quý vị, chúc mừng quý vị đã được thêm một video mới để cho quý vị thưởng thức nữa. Còn nếu ai đó chưa có đăng ký vào kênh YouTube Thành OC thì quý vị cố gắng đăng ký ngay, đăng ký liền nha. Ở bên góc tay phải của quý vị đây, ở bên góc tay phải sẽ quý vị sẽ có một cái chỗ để Thành mở cái screen lên,
thì quý vị sẽ nhìn thấy đây, góc bên tay phải của mình đây. Góc bên tay phải của mình sẽ có một cái screen ở đây nha. Quý vị có thể bấm vào đó rồi bấm vô cái chữ subscribe, đăng ký. Thì trong tương lai khi Thành load những cái video nào mới vô thì nó sẽ tự động báo cho quý vị. Thì lúc đó quý vị sẽ vào xem những cái video mới của Thành nha. Hoặc quý vị muốn theo dõi Thành trên Facebook thì ở đây. Ngoài YouTube, quý vị muốn coi ở trên Facebook thì quý vị có thể đăng ký ở bên cái góc bên tay trái, cái mã vạch QR. Quý vị chỉ cần scan vô nó thôi, scan vô cái mã vạch QR thì nó sẽ đưa quý vị vào một cái trang One Life Australia, có nghĩa là One Life của Úc. Tất cả những cái gì đó, tin tức hay gì đó Thành có bỏ vô thì nó sẽ nằm trong đó cho quý vị theo dõi nha. Ngày hôm nay Thành muốn chia sẻ một điều rất là đặc biệt, một cái từ khóa hay hình như đa số trong chúng ta đều sử dụng, đã từng sử dụng qua, đúng không? Đúng rồi, tôi đã biết rồi, đúng không? Rất nhiều người sử dụng cái từ này, đúng không ạ? Tôi đã biết rồi, tôi biết rồi, gì đó. Khi ai đó nói một cái điều gì mà tự nhiên mình đã từng biết qua, thường hay sử dụng cái từ tôi đã biết rồi, thôi được rồi, tôi biết rồi, đủ thứ hết, đúng không ạ? Nhưng quý vị có từng nghĩ qua từ cái khoảnh khắc mình nói cái câu yes I know, tôi biết rồi, vâng tôi biết rồi, thì nó tạo nên một cái gì không ạ? Ở ngay một cái thời điểm khi mình nói câu đó ra, có nghĩa là cái người đối phương của mình đó, họ sẽ ngừng lại và không chia sẻ mình bất cứ một cái tài liệu gì khác nữa. Có nghĩa là mình đã tạo một cái cơ hội để cho cái người đối phương họ ngưng lại và không chia sẻ bất cứ một cái cơ hội gì mới cho mình nữa. Và cũng đồng thời trong cái lúc mà mình nói yes I know, tôi biết rồi, thì có nghĩa là ngay trong khoảng cách đó, trong bộ não của chúng ta sẽ khóa lại, bộ não của chúng ta khóa lại ở một cái phần mà họ sẽ không bao giờ muốn học hỏi nữa, và họ không bao giờ muốn nghe một cái gì đó mới nữa. Từ cái khoảnh khắc đó là mình coi như cái cánh cửa học hỏi của chúng ta đã bị đóng lại. Quý vị, nó là một cái công thức hủy hoại. Từ cái khoảnh khắc mà mình nói ôi tôi biết rồi là một cái khoảnh khắc mà nếu mình sử dụng sớm quá, sử dụng mà không đúng thời điểm, nó sẽ là một cái công thức hủy hoại. Mà hủy hoại ở đây là hủy hoại gì quý vị? Hủy hoại rất nhiều thứ quý vị ạ. Nó hủy hoại đi một cái cơ hội để cho chúng ta học hỏi thêm. Nó hủy hoại đi rất nhiều thứ. Và chúng ta sẽ mất đi một cái cơ hội để cải thiện chúng ta tốt hơn, đẹp hơn quý vị ạ. Nha. Và cũng ở trong một cái hoàn cảnh, một cái thời điểm đó, mình cũng đã mất đi một cái cơ hội để tìm hiểu thêm nha. Khi mình đã nói mình biết rồi thì tất nhiên mình không muốn đi tìm hiểu nữa, đúng không ạ? Mình không cần phải đọc thêm nhiều sách nữa, hoặc là xem thêm tin tức gì nữa, hoặc là tìm hiểu một cái gì nữa, tại vì mình đã nghĩ mình đã biết rồi, đúng không? Mà chính vì nếu mình nghĩ cái gì cũng biết hết thì nó đã nuôi cái sự kiêu ngạo của mình đi lên, nó làm tăng trưởng cái sự kiêu ngạo của mình, và cuối cùng nó làm cho cuộc sống của ta đứng yên, không có được phát triển thêm nữa quý vị ạ. Nhưng mình thường hay nghe nói là học nữa, học mãi, đúng không ạ? Trong cuộc sống của chúng ta thì luôn luôn là học nữa, học mãi, học cho đến khi mà tới cuối cuộc đời mới thôi quý vị. Nhưng như chúng ta cũng đã từng thấy, khi mình sinh ra thì dưới cái kiến thức của mình ở một độ tuổi một em bé thì mình chỉ có giới hạn biết bao nhiêu đó thôi, đúng không ạ? Khi mình 20 tuổi, 30 tuổi thì tất nhiên giới hạn của mình biết nó nhiều hơn, bộ não mình lớn ra, đúng không? Mình sẽ biết được nhiều hơn, kinh nghiệm mình sẽ có được nhiều hơn vì mình học hỏi được ở nhiều nơi hơn, đúng không ạ? Và khi mình 60-70 tuổi thì tất nhiên mình đã có một cái đường đời học hỏi trải nghiệm dài hơn, mình biết hơn. Chính vì vậy ngày hôm nay cái bài chia sẻ của Thành là mình nên sử dụng cái từ tôi biết rồi đúng thời điểm, đừng sớm quá để mất đi cái cơ hội nha quý vị. Nếu sớm quá mình sẽ mất đi một cái cơ hội để học hỏi nhiều hơn nữa.
Vì đúng, có nghĩa là mình nên học hỏi, và chính vì vậy thành có một cái câu hỏi cho quý vị. Chúng ta đã gia nhập OneLife khoảng một khoảng thời gian 5, 6 năm, 3 năm, 2 năm, tùy theo chúng ta, ai đó, tùy theo mỗi người gia nhập vào một cái tập đoàn nhà OneLife của chúng ta đến thời buổi ngày hôm nay, thì mình thực sự đã học hỏi được gì chưa ạ? Mình thực sự bỏ tiền, có người bỏ một số ít, một người số nhiều và một người số rất là nhiều, đúng không ạ? Tôi theo các lớp học khác nhau, theo từng cấp bậc khác nhau, nhưng câu hỏi là mình đã từng học học được gì chưa, và những cái gói One Academy đó mình đã học nó chưa và hiểu được nó chưa ạ? Có thể mình nghĩ là yes I know, mình đã biết rồi, không cần phải học nữa, nhưng mình có thể là mình đã từng là người giỏi nhất trong kế toán, giỏi nhất về tài chính, mình không cần phải học nữa, chỉ mua rồi để đó vậy thôi. Thì tất nhiên mình đã mất đi cái cơ hội để tìm hiểu thêm, đúng không ạ? Trong cái cuốn sách, trong những cái bài dạy One Academy, thực sự nó rất nhiều thứ để cho chúng ta học lắm quý vị ạ. Thành rất may mắn có cơ hội đã học từ level 1 cho tới level 7, nhưng đôi khi lâu lâu Thành cũng phải móc nó ra để đọc lại, tại vì rất nhiều thứ ở trong đó mình cần phải học lắm quý vị. Rất nhiều thứ mình cần phải học lắm. Chính vì vậy Thành kính mời quý vị vào mỗi thứ tư lúc 8 giờ giờ của Nam Úc, quý vị nên vào vào cái buổi Zoom cùng với tụi Thành để học hỏi và chia sẻ thêm về One Academy. Thực sự sự khác biệt của rất nhiều leader ở cho tới ngày hôm nay là vì họ đã học qua được những cái kinh nghiệm, những cái bài dạy ở trong One Academy, và họ đã thực sự hiểu được thị trường ngày hôm nay như thế nào, và họ rất là vững tâm vững lòng để ở đây làm việc với OneCoin OneLife. Họ không cần thiết phải đi đâu cả, vì họ biết được một ngày không xa họ sẽ rất là thành công nhờ vào OneCoin OneLife. Nhưng nếu quý vị không học thì quý vị sẽ không hiểu được rất nhiều thứ ở trong đó, thậm chí có thể ai đó đi ngang nói một vài lời làm cho chúng ta cảm thấy nản chí anh Hùng nản chí, và mình sẽ bỏ cuộc, đúng không ạ? Nó sẽ xảy ra đó quý vị. Nhưng nếu quý vị đã học và hiểu được những cái gì ở trong đó, quý vị sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu, quý vị sẽ biết được cái lợi ở đây nó như thế nào. Cho nên Thành rất mong quý vị có cơ hội sắp xếp thời gian để vào mỗi thứ ba nha, 8 giờ giờ của Nam Úc, để học chung với tụi Thành nha. Sau khi học mình sẽ có những cái bài thi trên mạng, và chúng ta sẽ cùng nhau làm những cái bài thi đó luôn, để cho mọi người của chúng ta sẽ có đậu. Khi mình đậu được cái điểm đó thì mình sẽ được cái bằng chung nha. Rồi Thành kính chúc quý vị luôn luôn thành công trong an lạc. Cảm ơn quý vị đã subscribe vô cái YouTube channel của Thành. Nếu quý vị chưa có subscribe, chưa có đăng ký thì quý vị nên bấm vào ở bên góc tay phải bên này, sorry tại vì nó nghịch với bên Thành, góc bên đây nha. Quý vị bấm vào đó rồi quý vị sẽ subscribe, đăng ký, thì trong tương lai Thành sẽ làm những cái video nó tự động báo cho quý vị sẽ vào xem video tiếp. Cảm ơn quý vị nhiều lắm. Chúc quý vị luôn khỏe mạnh và thành công trong an.